Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Hôm nay mình quay chiếc ghe Bình Định. Ghe này đang cập vào cảng cá Vũng Tàu để bốc cá. Ghe này hai radar. Ghe này chở hơn 30 tấn cá chỉ vàng. Mới hôm nay ghe về cảng rất là đông, nhưng mình chỉ quay được một số ghe thôi. Cái chỉ vàng vào tháng này rất là nhiều, cho nên ghe về cảng tấp lập. Ghe này là ghe của anh Bảy. Ghe anh Bảy hôm nay chở lên gần 30 tấn cá chỉ vàng. Ghe anh Bảy khẩm mềm luôn.
Ủa anh Tâm, ý anh Tâm ở Vĩnh Lợi chở lên được hơn 40 tấn gì đó. Mà mình lúc chở lên quay cũng được. Giờ anh Tâm mới bốc ké xong, giờ anh Tâm ghi ghi để đỡ đi lấy đét.